Xin chào anh em. Hôm nay thì Incover nó mới ra cái bản 8.0 ha, hỗ trợ jailbreak tới 11.8 luôn cho những cái iPhone mà chip A12 với chip A13 ha, như là iPhone XS 11, 11 Pro Max ha. Đó thì anh em nào mà đang ở 14, 14.6, 14.7, 14.8 thì nhanh tay ha, jailbreak ha, nó mới vừa ra tức thời luôn. Thì có hiện giờ đã có hai cách để jailbreak ha. Cách thứ nhất đó là mình jailbreak bằng cái uninstall. Cách thứ hai là mình jailbreak bằng cái phần mềm mà bao ha. Thì cái cách mà jailbreak bằng uninstall thì nó hơi khá phức tạp ha, nên Huy không có hướng dẫn mọi người, mà Huy sẽ hướng dẫn mọi người jailbreak bằng cái bao ha, thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều ha. Rồi đầu tiên đó là mọi người vô trang bao.com nha. Rồi đây xong ha, mọi người tải cái phần mềm về ha, đây download ha, tải về. Rồi tải về xong rồi mình chạy lên ha. Rồi tải xong mình chạy lên ha. Rồi chạy lên thì mình install vô ha, install bình thường ha. Rồi sau khi mà mình chạy cái phần mềm bao lên ha, thì mình vô cái phần toolbox này. Đây. Rồi mình vô cái phần toolbox này ha. Nó sẽ có một cái nút jailbreak ở đây ha. Ai mà tìm không có thì nó sẽ nằm ở dưới khu vực dưới đây ha. Nhưng mà đa số thì nó sẽ nằm ở khu vực này ha. Rồi mình sẽ bấm vô cái nút jailbreak ha. Rồi. Đây cái bước này quan trọng đây. Rồi anh em nhớ chọn đúng vô cái Incover cái bản 8.0 ha. Đó, 8.0 nha. Rồi xong rồi cái mình check vô đây. Rồi ha. Xong mình bấm vô cái nút jailbreak ha. Đây, bấm nút jailbreak ha. Đây, nó chạy nha. Rồi, cái mình chờ một chút. Rồi, chờ một chút cho nó chạy nha. Rồi, khi mà nó báo vậy là nó ok rồi ha. Rồi, mình ok ha. Xong mình qua cái điện thoại mình nha. Nè, nó hiện cái Incover lên rồi nè, thấy không? Rồi, cái bây giờ là anh em sẽ vô cái phần cài đặt nha. Rồi anh em kéo xuống cài đặt chung ha. Rồi, kéo xuống dưới ha, có cái phần quản lý thiết bị ha, bấm vô ha. Sau này mình sẽ chọn cái profile tải vô, bấm tin cậy nha, tin cậy vô. Rồi tin cậy. Rồi xong, xong rồi mình trở lại mình mở cái ứng dụng Incover lại nè, mở lên. Này. Rồi anh em thấy không, này bản 8.0.1 đúng không, bản mới nhất ha. Jailbreak từ 11 cho tới 14.8 ha. Cái này đang chạy 14.6 nên là jailbreak ok ha. Rồi xong rồi bấm vô cái nút jailbreak này ha. Rồi bấm xong mình đợi ha, đợi cho nó chạy ha. Rất là nhiều anh em bị khựng với cái này ha, nhiều lúc nó chạy 200 cái đứng luôn, nó không chạy tiếp nữa, thì mình làm sao mình sẽ thoát cái Incover, mình đóng lại rồi mình khởi động máy lại rồi mình chạy lại ha, cứ làm tới làm lui thì chắc chắn nó sẽ jailbreak được nha. Cái này nó chạy luôn nè, chạy tới 9% rồi nè. Đó thì anh em chờ chút cho nó chạy luôn ha. Nếu mà ai mà làm mà bị lỗi thì cứ làm như cách tôi nói nãy ha, đóng lại khởi động lại rồi chạy tới chạy lui mấy lần là nó chắc chắn sẽ được nha. Cái bản 8.0 này là test thử là nó chạy rất là ổn định nha anh em, không có bị lắc, không bị treo máy như những cái bản trước ha, nên mình anh em có thể trải nghiệm thử. Đây anh em, khi nào mà nó chạy xong cái jailbreak rồi nó sẽ hiện ra cái màn hình giống vậy ha. Đó thì mình bấm tắt cái này ha. Jailbreak thành công ha, mình ok ha. Nó sẽ khởi động máy lại. Rồi, khởi động máy lại xong rồi mình khởi động lại ha. Rồi, đây. Đây là nó đã jailbreak thành công ha. Ha. Nó sẽ có CDA ha. Rồi. Nó sẽ có CDA ha, jailbreak thành công rồi nha. Ok ha, rồi anh em cứ làm thử theo hướng dẫn nha. Nếu không được gì cứ comment rồi Huy sẽ hỗ trợ thêm nha. Ok, chúc anh em thành công.